bot nhân ta. Xem nhân robot gì cũng được hết trơn á, xem nói gì cũng được hết trơn á. Hoặc là xem nhân sừng. Có mấy sừng nè. Sừng đâu mà sừng, cái này hai sừng. Rồi chào anh chị và các bạn. Nè, em sẽ review nhanh cho anh chị các bạn xem mẫu này nè. Mẫu này là mẫu con robot anh chị bạn ha, siêu nhân. Siêu nhân mới anh chị bạn. Siêu nhân mới. Rồi bây giờ em bơm sản phẩm máy lên nha. Còn bơm lâu lắm cha đang. Anh chị và các bạn nào mà xem video mà thấy hơi lâu quá thì anh chị xuống phần mô tả ha. Ở dưới mô tả em có để cái link sản phẩm của con bóng này nè. Anh chị bấm vào đó anh chị xem cái hình của cái sản phẩm thì nó em cũng có chụp kích thước trong đó luôn. Còn cái này em bơm lên em làm để em quay trực tiếp cái sản phẩm cụ thể để cho những anh chị các bạn nào xem video á thì mình dễ hình dung, có thể lấy hàng luôn. Còn những anh chị các bạn nào bán lâu rồi thì mình có thể vào website mình xem hình ảnh đó mình biết rồi ha. Ở đây có cái đường này nó hơi bị nhỏ, bơm nó hơi lâu anh chị bạn. Đây em đang bơm móng bông tay ha, tại làm mẫu mà. Bơm nhanh là bơm cốc đạp anh chị bạn ha. Còn nếu bán bay thì bơm bằng khí hydro ha, bình bay. Khí đó là mình phải tự chế nha. Thì hiện tại nó về đâu cũng khoảng có mười mấy 20 mẫu mới anh chị bạn. Thì em sẽ cố gắng tranh thủ cập nhật nhanh đó để cho anh chị các bạn có thể lấy về bán Tết. Không sao, nếu như anh chị mà ở tỉnh thành xa mà không có lấy được sản phẩm này thì cứ liên hệ với em, thì cứ liên kết xa em để dưới. Còn những anh chị và các bạn nào mà ở những tỉnh thành gần á, thì có thể cắt những tấm ảnh này nè, chụp lại rồi mình gửi đến những cửa hàng đồ chơi lân cận xem thử coi có hàng không, có thì mình có lấy về bán thôi. Còn như em review ở đây là để hỗ trợ cho những anh chị và các bạn nào mà ở những cái thành xa ha, mà có nhu cầu bán về sản phẩm này thì cứ liên hệ với em. Còn như mình đã biết cửa hàng đồ chơi rồi thì mình cứ chụp ảnh lại rồi gửi đến rồi mình hỏi thôi, có hàng thì lấy về bán nha anh chị và bạn. Mẫu này cũng mới về nè, để em cập nhật. Rồi bây giờ mình sẽ đo kích thước luôn ha. Cái video này là em quay trực tiếp mà, em không có cắt ghép gì hết chị bạn nha. Thì để mình dễ hình dung ha. Đây, cái chiều này ha. Nó khoảng cỡ 55-56 á chị bạn. Còn bề ngang cái sản phẩm này nè, chị bạn xem có thể là chênh lệch, tại vì em đo bằng thủ công á, chứ đang quay phim anh chị các bạn nó có thể chênh lệch thì nó cũng chênh lệch, anh chị tương đối thôi chứ đừng lấy chính xác ha. Đây rồi anh chị chụp ảnh lại là anh chị sẽ biết được kích thước nha. Rồi xin cảm ơn anh chị các bạn đã xem video, xin chào ha. Anh chị nhấn, nếu như mà có nhu cầu về sản phẩm này thì cứ đăng ký vào kênh của em ha, bấm cái chuông luôn, đăng ký bấm cái chuông ha, để khi em có sản phẩm mới thì em cập nhật lên trên này thì anh chị các bạn dễ biết được cái sản phẩm nào mới, thì anh chị có thể thay đổi cái sản phẩm để mình bán ở địa phương của mình ha.